Chào mừng các bạn đến quay trở lại kênh kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng lệnh concatenate trong Excel. Thì concatenate dùng để làm gì? Concatenate function trong Excel dùng để nối các data và các text trong Excel lại với nhau. Các bạn có thể nối data trong một ô hoặc là nối các công thức với text hoặc nối các text lại với nhau. Đây mình sẽ chỉ các bạn từng bước. Ví dụ như mình bạn có thể gõ test vào. Để gõ test thì các bạn trước đó cần phải gõ dấu phải lên đầu như thế này. Bây giờ mình muốn cho LCD đi. LCD up record tăng 1B up thì các bạn có thể phải giữ các data với nhau, các bạn ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy nha các bạn. Dấu phẩy bằng các bạn bằng ví dụ như các bạn lấy VCD LCD của các tập trang 1P đây, bấm vô đó, bấm vô ô này phẩy một cái, các bạn muốn test chấm đây thấy là con cái này đã nói cái text này với nhau. Cái text này với data trong ô số 7 là data trong ô số F7 đây. Bấm cái cách thì các bạn bấm cái cách trước M này. Đây, mình sẽ ra đẹp hơn. Màn hình con cái này cũng có thể nói các công thức lại với nhau. Ví dụ như mình muốn lấy cái này nhân với cái này, nhân này anh chỉ là một cái test thôi nha các bạn, chứ không phải là function nữa các bạn. Mình chỉ ví dụ thôi. Ví dụ như này, này ví dụ để nói các công thức lại với nhau trong phần lệnh công thức này đó. Đây các bạn thấy hiện tại số tròn số rất nhiều, các bạn có thể làm tròn số xuống cũng được. From tròn số số chẳng hạn, đây các bạn, này để làm tròn số hai số rồi. Tương tự bạn có thể làm với số sau. Hay đó là cách sử dụng lệnh concatenate trong Excel. Lệnh này rất hữu dụng nhưng thấy ít người dùng tới. Chúc bạn thành công. Các bạn nhớ bấm like video và subscribe kênh để theo dõi các video của mình.